lần anh nhìn thấy à. Chỉ có lòng thì em muốn lần chắc tay tay lẹ từ lừa rồi thế bỏ công nhỉ. Từ giờ đấy bà bé nó cứng hết, chưa có bà bé chị đợi chị lo nữa, xong chị thấy đợi lâu quá thì chị lên chị làm cứng. Da mỏng chứ tội. Bữa anh gọi đây đó, bữa Lý làm đây muốn quậy khó ấy, bữa Lý làm mà muốn quậy khó, ý là vừa rồi mà mấy ngày Tết á thì muốn quậy khó. Ai đó nghe miếng đồ đổ giống kali á. Mấy bà này cũng ham bóp bóp này. Thuận ơi coi dùm em có kim ngắn vào đó thì Thuận cho em cái kim ngắn. Có kim ngắn không? Ngoài ngon. Em kêu chị nghe chị không hiểu gì, kêu ủa là ra từng mà chọc mình nữa chứ. Nghe thấy cái nhắn nó siêu ấy chứ. Ừ, 26 là ngắn. Cái đèn đầu phải thật quay này. Thank you. Đây là màu kim ngắn khơi lên dễ, kim dài dài quá kìa, anh biết cong giống như giờ anh thấy cái cần vẫn hơi dài á, rồi mình khơi lên cũng em quay lên toàn là kim ngắn mà lại mòn ra.
em xếp lên, em xếp được, xếp lên. Rồi, em coi. Thầy chịu khó chụp hình này em. Đúng chị em. Cái này em không chụp hình luôn đó. Đi quánh. Như. Chưa đang. Thôi tí. Em mua đồ đi chơi này về để nhà kìa. Vậy chị em cũng học lớp mùng 4. Không, cũng tính là mùng 4 học xong là tối mùng 4, mùng 5 chị đã đi. Nói xong đi em sợ về mệt thôi. Tập trung làm cho khách. Bấm chị. Đừng có chị đứng như bấm nãy giờ đấy. Em kêu là không được cầm điện thoại máy mà em cứ cầm mít. Cứ lên cái tìm tòi như kia. Nghĩ đến thôi là sợ luôn còn ăn rồi thay đồ. Thật đại, nói chung thật ra thì đứa mua dù khi khó dễ cũng cực cả. Như chị dùng nghề nhé, hai đứa dễ như chị á, ăn ngủ rồi mà nhiều hồi quậy ra thôi á, thì lúc con hiền lúc con ngoan lúc con khùng khùng điên điên á, thầy tã với tắm rửa hết này. Ví dụ như mà nó ở với ông bà, nếu mà có ông bà hoặc là gì cô cậu mời giúp đỡ ăn đỡ, còn nếu mình ở thành phố thì hơi cực hơn xíu. Ơi chị hỏi chị lo cho mẹ em chưa làm chi nữa với em nó biết đó. À không bôi chị hết đúng không? Ok.
màu màu tiền. Rồi em kêu lấy bông và máu đi, chị lấy bông gì lau máu ở đây nhé. Nãy ra dặn không dùng cái mặt này. Ở đâu đến không biết. Cún ở đâu? Có để em xem. Nhiều ở bên ngoài bên sau đi không biết đi. Thế thật lên trên rồi mà xuống đó. Phải khách đến không phải rửa mặt xuống. Thật ra nói rửa mặt hút nhanh rồi mình lười. Chị về quê đó, chị lấy nước cho em lau cho mấy đứa, chị lấy mua nước về tặng cho chị đó. Rồi tối rồi. Ủa, nếu con về viêm miệng đau ghê lắm này. Anh ho đừng có ăn mấy cái đồ lạnh lạnh nhá. Để nước lạnh rồi ăn nhá. Ngoài đâu á? Chị hôm qua con bé nữa bà chị hắn gửi chị làm kia gọi điện trước cho chị thì ở trên lầu chị đợi biết rồi không thấy hắn mồm, chị đợi đến 8 giờ tối luôn cũng không biết đâu, chị gọi lại cho bà chị hắn bà kêu sao làm về rồi à, chị nói thì trời ơi, mình đợi để mình biết mình công việc á. Rất xong về anh kêu là hỏi là đâu, anh kêu là vô thấy không thấy chị, tưởng chị đang bận có ai nữa dẫn anh vô làm luôn. Chắc mấy đứa không biết để không nói chi á. Biết đâu, không nghĩ đâu mà chị đợi 8 giờ luôn đấy. Chị mới gọi điện. Mình nên răng qua trễ đi để cho mình đi ăn đi đồ nữa đó. Hay là mình xảo luôn đó. Còn nó vui lắm, bữa trước Tết là hẹn chị nè. Mấy lần không thấy sang luôn. Điệu cho lè lõi. Ngủ đi hận thông to lắm anh hả? Nhỏ nhỏ đúng không? Cậu lên. Thì làm thức mấy cái con mụn mà bóp phát lên là con tròn tròn lắm hả?
tình hình chắc chị không thích lắm. Dễ nhất ở phía dưới như này, kẹo ở cổ. Quay dưới này cũng khó đúng không? Quay phía dưới này cũng khó nhìn. Nếu trước con cô nó bắn nhiều nhiều mà chị đoạn quay chập thì chán nó em lên lấy không? Cái cổ đi này. Ừ. Bụng sớm đấy. Mà chị quay nhiều quá là chị lên đó chị ngán. Có nhảy dưới như không? Không biết. Gracias.